Bạn vừa mua được một chiếc iPhone cũ với mức giá bao hơi. Nhưng về tới nhà thì phát hiện thay pin, thay vỏ, thay màn, thay cam, nói chung thay toàn thân. Và bạn đau xót cực độ. Và để có thể tránh được những trường hợp đã xảy ra thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách check những chiếc iPhone cũ khi mua ở thời điểm hiện tại. Và hãy cùng mình bắt đầu vào video để tìm hiểu ngay những bước check iPhone cũ đó nhé. Ok, ở thời điểm hiện tại thì cái đầu tiên mình muốn nói với tất cả mọi người, khi mà đi mua iPhone cũ thì chúng ta đừng bao giờ tin vào những cái chẳng hạn như là phần trăm pin bị chai nè, rồi cũng như là các bạn coi MA trên khe sim nè, hay là các bạn coi check chu tông ở màn hình đó. Đó là những cái ở thời điểm hiện tại các pháp sư tàu hoàn toàn đều có thể fake được hết, và cũng như là các thầy thợ ở Việt Nam của chúng ta cũng đã có thể làm được rồi. Nên những bạn nào chúng ta mua mà bây giờ còn muốn kiếm máy cũ mà pin phải ngon 99%, 100% hay là chỉ số phần trăm cao thì đừng nên nha. Đừng nên tin vào những con số 100% đó, bởi vì chúng ta chỉ cần cắm cái cọng cáp vô chạy một phát một thì pin từ 70 nó cũng lên thành 100% luôn. Và cái thứ hai trong cái việc lựa chọn những chiếc máy cũ rất quan trọng, đó là chúng ta cần phải tìm rõ nguồn gốc xuất xứ của cái máy này. Nếu các bạn mua những chiếc máy sang tay từ bạn bè như thế này đó, thì chúng ta nên hỏi kỹ bạn bè chúng ta, mày mua chiếc máy này đâu? Thế Giới Di Động mà. Ok, còn nếu như mà nó mua ở bên cửa hàng thứ hai, thứ ba thì cũng phải nên tìm hiểu kỹ coi cửa hàng đó bán hàng chất lượng hay không. Còn nếu như nó nói tao cũng mua ở trên một cái trang điện tử nào đó, chẳng hạn như Facebook hay là qua chỗ nào đó, thì các bạn nên né ngay cho chắc, cho an toàn, mất công lại mất lòng nhau đó các bạn nha. Ở cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải kiểm tra ngoại hình của chiếc máy này. Thì thường định nghĩa của máy like new tức là đẹp 99%, nhưng mà các bạn ơi, nó cũng sẽ phải xước xá một ít. Chẳng hạn như khi các bạn đi mua những chiếc máy cũ như này, các bạn thấy nó xước viền một tí xíu thì vẫn là ok và chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Còn nếu như mà tỷ lệ 99% mà các bạn vô các bạn thấy cấn nhiều quá, trầy nhiều quá thì đó thuộc dạng 98-97% rồi, thì các bạn nên bye bye chiếc máy đó luôn giùm mình. Và cái thứ hai, đã là máy cũ thì không thể nào mà có cái tình trạng là vỏ của nó đẹp 100%, không một vết xước, không một vết chày, không bao giờ có chuyện đó xảy ra các bạn nha. Chắc chắn tỷ lệ cao là con máy đó đã bị thay vỏ rồi. Và nếu như để phân biệt được vỏ zin hay vỏ lô hay là vỏ đã qua thay, thì mình nghĩ chỉ có những bạn nào gọi là thầy thợ cao tay thì chúng ta cầm vô chúng ta mới có thể biết được. Còn cơ bản bình thường là người dùng bình thường cầm vào rất khó để chúng ta có thể phân biệt được. Nên vì thế các bạn sẽ cần phải quan tâm và check thật kỹ cái phần ngoại hình của con máy. Thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ phải check coi là con máy này nó có từng bị thay mặt lưng hay là thay màn hình hay không. Bằng cách là các bạn sẽ vuốt và mít ở các cái cạnh viền như thế này. Các bạn để ý đi, những chiếc máy iPhone mà nó zin như thế này đây, các bạn khi các bạn vuốt này, rất trơn láng, rất mịn mà, bởi vì nó là máy ép nguyên bản từ nhà máy ra luôn, nên vì thế là mọi thứ không có điểm G hay là điểm cứng gì cả. Nhưng chỉ cần thay mặt lưng, thay màn hình một cái thôi, các bạn vuốt sẽ thấy ngay. Bởi vì sao? Khi các bạn thay, họ sẽ dán keo và cũng như là làm lại ron này nọ, nên vì thế nó sẽ bị G lên một tí xíu, nó bị cứng lên tí xíu. Vuốt nó sẽ không còn cái cảm giác mượt mà như là máy nguyên zin nữa. Và sau khi check ngoại hình xong thì cái việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ phải kiểm tra cái màn hình của máy. Thì với màn hình chúng ta sẽ kiểm tra hai bước như sau. Đầu tiên đó là coi nó có bị bóng mờ hay là bị hở sáng hay không. Bóng mờ thì bằng cách rất là đơn giản, các bạn sẽ vào YouTube cho mình, các bạn sẽ mở lên một cái video về LCD, các bạn chỉ cần bấm cái video là thuộc dạng LCD thì nó sẽ có những cái màu màu xanh, màu đỏ, rất là nhiều màu để cho chúng ta chạy. Các bạn bật full màn hình ra và khi các bạn cho chạy video này thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra được là màn hình của chúng ta có đang bị bóng mờ hay không, hoặc là nó đang có bị chết ở một cái điểm ảnh nào hay không, thì lúc đó chúng ta sẽ có thể pack lại máy cho người bán và chúng ta sẽ bye bye không mua nữa nha. Và ngoài ra để check coi là màn hình này có hở sáng hay không, chúng ta cũng có thể check bằng cái video LCD này luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái thứ hai, đó là các bạn sẽ chọc cái khay sim. Mở cái khay sim này ra nhìn vào bên trong. Nếu như những con máy nào mà đã bị thay màn hình mà thợ kiểu như không cao tay mà làm ẩu tả các bạn, thì thường họ sẽ dán màn hình bị hở sáng. Và các bạn nhìn vô khay sim này, nếu như mà thấy nó hở sáng thì nên trả lại liền, không nói nhiều nha. Bởi vì với những đời iPhone mà có chống nước như thế này, các bạn mà bị hở sáng á và nước, các bạn biết rồi, các bạn lỡ đi mưa này nọ, nước nó chỉ cần lọt vô bên trong thôi, lập tức nó sẽ ảnh hưởng tới phần cứng, hư màn hình và hỏng hóc nhiều thứ hơn nữa. Sau khi mà chúng ta đã check coi nó có bị bóng mờ hay hở sáng thì cái bước tiếp theo đó là kiểm tra cảm ứng của máy. Bằng cách là các bạn sẽ nhấn giữ vào một cái icon, sau đó chúng ta sẽ di chuyển khắp cái màn hình này với tốc độ từ nhanh cho tới chậm, từ chậm cho tới nhanh, để xem coi là với cái cảm ứng của màn hình này nó có nhẹ hay không, nó có bị chết ở điểm nào hay không. Nếu như mà có một điểm nào chết thì cũng nên pack lại con máy này luôn.
Và ở bước thứ tư đó là chúng ta sẽ kiểm tra về camera của máy. Ở đây các bạn sẽ vào giúp cho mình phần camera, chúng ta sẽ chụp thử vài tấm hình. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là phải chuyển nhiều chế độ để xem coi là những cái tính năng ở trên máy nó có hoạt động hết hay không. Tại sao mình lại kêu chuyển nhiều chế độ là bởi vì để coi coi là những cái ống kính khác của máy nó có bị ảnh hưởng gì hay không, và nếu như bức hình mà chúng ta chụp ra nếu như nó có điểm mờ, nó có bị điểm đen thì các bạn cũng nên báo cáo ngay với lại người bán của chúng ta về những cái tình trạng đang xảy ra trên camera này của mình. Và nhớ kiểm tra camera sau xong rồi thì phải lật qua camera trước luôn để soi, là để coi là camera trước của chúng ta nó có bắt nét tốt hay không nè, có bị mờ hay là cũng như là có cái những cái tình trạng khác hay không. Và thêm một cái check nữa ở phần camera đó là chúng ta sẽ qua cái phần video. Và sau khi check chụp ảnh và các cụm camera đều hoạt động tốt thì các bạn bấm qua luôn phần quay video giúp cho mình. Ở đây các bạn sẽ quay thử một đoạn và luôn nói alo alo alo, test mic luôn. Để làm cái gì? iPhone có rất là nhiều mic thu âm, thì mic trước mic sau này nọ, nên các bạn test luôn để coi thử là cái khả năng thu âm ở mic trước với mic sau này nọ nó có tốt hay không, hoạt động đầy đủ hay không, hay là có cái mic nào chết hay không. Nhớ phải kiểm tra thật kỹ mấy cái này nha. Đang lỡ nói về mic rồi thì mình cũng muốn nói luôn cái điểm đó là về sóng sánh và cuộc gọi. Thì khi đi mua tất cả những chiếc máy cũ, các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái sim để làm cái gì? Gắn vô đây, kiểm tra coi con máy này bắt sóng tốt hay không. Đi thử xung quanh khắp nhà, những cái nơi nào đó tối tăm nhất, chẳng hạn là vô nhà vệ sinh chẳng hạn luôn, thì để coi coi là vô tới những cái môi trường nó kín và nó dày đặc như thế thì sóng nó có còn bắt được hay không, hay là vừa mới bước sâu vô tí xíu nó ngụm sóng rồi, thì tức là con máy này bắt sóng yếu. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ phải bật 4G lên để coi con máy này chạy 4G có tốt hay không nha các bạn. Và sau khi kiểm tra những các bước trên thì các bạn bấm cho mình một cuộc gọi để xem thử là với cái cảm biến tiềm cận ở con máy này nó có còn hoạt động hay không, và cũng như khả năng đàm thoại của nó có tốt, nói qua đầu dây bên kia họ có nghe rõ hay không, để check thử coi mic và cũng như là những cái loa thoại này nọ nó có hoạt động tốt và ok hay không. Nó có sách thì mắt có chứng. Với con iPhone 7 Plus mình đang cầm ở trên tay và mình đang sử dụng hiện tại thì mình mua lại từ một người bạn của mình, thì nó lúc đi mua các bạn nó không có check về cái cảm biến tiệm cận như thế này. Khi mà về nó nghe cuộc gọi các bạn, nó vẫn hiển thị ở cái màn hình sáng và các bạn nghe, các bạn chạm cái mặt của chúng ta vào cái màn hình thì nó sẽ nhảy rất là nhiều thứ, nó nhảy lung tung luôn. Nên vì thế là nó sẽ ảnh hưởng chúng ta trong quá trình chúng ta đàm thoại nè và một số những cái thứ khác nữa. Khi mua nhớ phải kiểm tra đầy đủ tất cả những cái cảm biến có ở trên con máy này. Đến với phần pin thì đây là phần nan giải nhất. Thường thì mọi người sẽ kiểm tra cái độ chai ở bên trong cái con máy này để xem coi là con máy của chúng ta chai bao nhiêu phần trăm pin, 99%, 95%, 90%. Một số những cái địa điểm bán mà họ uy tín đó các bạn thì họ vẫn sẽ để nguyên, họ không chạy chi cho nó mệt hết trơn á, họ sẽ để im đó. Ví dụ như cái con iPhone cũ mình mua ở Thế Giới Di Động, ở đây các bạn vào cái phần pin các bạn kiểm tra tình trạng nè, 100%. Và Thế Giới Di Động thì những cái phần trăm pin này luôn luôn là 100%, bởi vì là những con máy mà khách mua xong trong một cái thời gian ngắn, khách đổi trả, khách bắt lại cho cái cửa hàng, nên vì thế là chúng ta luôn có một cái tỷ lệ phần trăm nó rất là cao, và đây là số thật nha, không có gì là ảo hết. Nhưng còn một số gian thương bên ngoài và cũng như các bạn mua qua tay những người nào mà không uy tín á, thì cái pin của họ có thể là đang 70%, sau đó họ sẽ chạy tool kích nó lên thành 100%. Điển hình là con iPhone 7 Plus của bạn mình đã mua lại đây. Ban đầu thì mình cũng nghĩ là nó thay pin, nó mua máy cũ, nó nói với mình nghĩ là nó thay pin 100%. Vâng, mình xài nửa năm trời, mình sạc pin và mình làm mọi thứ cho nó rất là hao pin luôn, nhưng nó không hề tuột một cái phần trăm pin nào hết, nó vẫn y chang như vậy luôn các bạn nha. Nó cứ mặc định 100% pin vậy đó, nhưng mà xài nó hao pin hơn so với lại tất cả những cái thiết bị khác rất là nhiều, thì chứng tỏ pin con này đã bị hư và cũng như là đang có một cái sức khỏe không tốt. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái mức 100% trong cái này, nên có thể nói là chúng ta không nên tin. Và để có thể test được cái pin á, khi mà các bạn đi mua á, mình khuyên các bạn là nên dành một ít thời gian tầm khoảng 30 phút hoặc tới 40 phút. Các bạn mở một cái video ở trên YouTube, các bạn mở maximum độ sáng nè, mở hết âm thanh, các bạn cho nó chạy. Nếu như trong thời gian 40 phút mà các bạn thấy nó tụt quá khoảng gần 10% hoặc là hơn 10% pin mà quá nhiều, thì các bạn nên coi lại cái con máy này và nên trả lại, kiếm một con máy nào có pin tốt hơn. Còn nếu như trong tầm khoảng 40 mấy phút mà chúng ta trên mức đâu đó tầm khoảng 5-6%, thì đây là một cái mức hoàn toàn cũng rất là ok các bạn nhé. Và một trong những cái điểm quan trọng không kém mà các bạn cần phải check đó là Face ID và cũng như là Touch ID. Thì các bạn chỉ cần kiểm tra coi là cái Touch ID này nó còn nhạy hay không, nó còn hoạt động tốt hay không, nhận dạng vân tay đúng hay không nè, và cũng như là Face ID kiểm tra đầy đủ ở mọi môi trường, xem là cái cảm biến của nó nhận dạng tốt ở những cái điều kiện thiếu sáng, ánh sáng tối hay này nọ hay không. Còn những cái kiểu như mà nhận dạng khó nè, chập chờn này nọ, thì các bạn cũng nên nói lại với người bán và cũng như pack lại con máy này luôn, để cho chúng ta có được một cái sự an toàn. Chứ Face ID mua về mà chập chờn lâu lâu, lúc nhận lúc không này nọ, thì cũng rất là nguy hiểm cho người dùng đó. Và cuối cùng đó là cái kiểm tra linh kiện bị thay thế. Thì cái này hiện tại với những chiếc iPhone đời cao đã lên phiên bản iOS 15.2 thì các bạn đang có một cái tính năng ở trong cái phần giới thiệu điện thoại, đó là kiểm tra coi linh kiện của điện thoại này nó có bị thay đổi hay không. Thì cái này mình thấy cũng rất là hay nha. Chẳng hạn như các bạn mua một con iPhone 12 hoặc iPhone 13 Pro Max cũ nè, ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ có thể check được coi là nó có thay cam, nó có thay pin hay không, để chúng ta biết được là con máy này đã có bị can thiệp phần cứng hoặc là nó có đã bị bung hay chưa. Còn những con máy chẳng hạn như mình ở đây, mình mua con máy ở Thế Giới Di Động, các bạn bấm
vào thì máy này nó vẫn chưa có thông báo bất cứ những cái tình trạng sửa chữa hay thay thế gì hết. Tức là con máy này vẫn còn hoàn toàn nguyên zin, vẫn có thể đem ngâm nước hoặc là làm những thứ khác nữa. Tuy nhiên thì với cái cách này nó chỉ có thể áp dụng ở cái thời điểm hiện tại cho là đáng tin cậy một tí xíu. Nhưng trong thời gian sắp tới thì mình không biết được nha. Bởi vì các pháp sư tàu rất cao tay hoặc là các thầy thợ Việt Nam của chúng ta cũng rất là đỉnh nha. Không biết được là sẽ qua mặt được chúng ta lúc nào. Nên trong thời gian sắp tới nếu mà có những cái cách đó mà bị tuồn ra ngoài thì mình cũng sẽ làm một cái video gửi đến các bạn những cái thông tin để mà chúng ta có thể nắm được, đi mua iPhone check cho nó kỹ hơn, tìm được những cách khác chứ không thể tin vào 100% những cái này. Nhưng mà chúng ta cũng không nên ý quá nhiều về cái tính năng ở trên iOS 15.2 này, bởi vì nó sẽ áp dụng cho tùy tình trạng máy. Các bạn sẽ có thể kiểm tra được thay thế pin, rồi một số những model khác thì nó có thể kiểm tra được thay thế màn hình, thay thế pin nè, rồi cũng như là có thể kiểm tra được thay thế camera. Nó không chuẩn 100% nên thế các bạn đừng nên tin tưởng quá nhiều, mà thay vào đó chúng ta hãy có những cái kiến thức để mà khi mà đi mua những chiếc iPhone cũ, check kiểm tra từng ly từng tí các cái nút bấm nè, các cái khe sạc nè, các cái camera, màn hình ở góc máy này nọ, và mua cho chúng ta được một cái chiếc iPhone nó chất lượng các bạn nha. Chứ nói thật, với những người mà thầy thợ nhiều khi mà ra ngoài thị trường mua còn bị lừa giống như mình là một người cũng rất là am hiểu về cái sản phẩm điện thoại này nọ, nhưng mà mình cũng đôi lúc bị lừa vào thời gian trước, cũng tầm khoảng một năm hay năm trước gì đó, thì mua cũng trúng một con iPhone bị câu sim ghép á mọi người, rất là cay luôn, rất cay. Nên đây cũng là một cái mình muốn nhắc với tất cả mọi người, đó là khi mua thì cũng phải nên gắn sim vào, cũng như là khởi động và reset lại toàn bộ máy luôn để xem là nó có đang bị câu sim ghép hay không. Các bạn biết rồi, sim ghép trên thị trường bây giờ rất thần thánh nha các bạn. Chúng ta có thể nhập một cái ICC ID vô, sau đó fix hết toàn bộ những cái lỗi của sim ghép nè, có thể tháo sim ra xài và cũng như là thay đổi nhà mạng qua lại xài như bình thường luôn, nên là nó rất thần thánh. Cái này các bạn sẽ cần phải có nhiều kiến thức và cũng như là chăm chú kiểm tra thật kỹ chiếc iPhone cũ mà các bạn đi mua. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ xong cho các bạn những cái cách để mà chúng ta kiểm tra những chiếc iPhone cũ khi mà các bạn muốn mua ở một cái cửa hàng bên ngoài, hoặc là các bạn mua sang tay của bạn bè này nọ, thì các bạn nhớ phải kiểm tra những cái bước mà mình vừa nêu ở trên. Những bước ở trên nếu máy đều ok hết, có thể vượt qua hết, thì các bạn có thể lựa chọn con máy đó. Và thêm một cái điểm nữa, iPhone thì luôn có một mức giá hợp lý trên thị trường, nên những chỗ nào của rẻ là của ôi. Các bạn đừng có bao giờ tham những cái rẻ nha các bạn, bởi vì rẻ chắc chắn sẽ không thể nào mà nguyên zin 100% đâu. Còn bây giờ thì đừng quên cho mình một like cũng như là nhấn nút đăng ký kênh của Lấy Giọng để không bỏ lỡ những video sau này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Bye bye.